Thầy Hai à, thầy có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ không? Đồng hồ tôi chết lúc 5 giờ 4 phút mà tôi không hay. Rất tiếc. Đồng hồ của tôi chết vào lúc 0 giờ 18 phút. Vậy thầy Hai có cần đưa ra tiệm để sửa không? Cảm ơn. Tôi đã có nơi sửa rồi. Nguyễn Thịnh Bình. Chào chị. Mời thầy theo tôi. Dạ, mời ông bà, mời. Tôi mong tin mình từ lâu rồi, sốt ruột quá. Tôi thứ ba là liên lạc cho anh Sáu, chỉ huy của chú từ ngoài Bắc vô. Vậy hả? Thứ bảy nào tôi cũng đi nhà thờ, bữa nay mới gặp được chị. Chú hoạt động đơn tuyến, mọi việc phải rất cẩn trọng. Tôi hiểu. Vậy khi nào ta gặp lại? 4 giờ chiều thứ hai tuần tới, tôi gặp lại chú ở sở thú. Chị bà này, anh Sáu có mạnh không? Anh Sáu rất khỏe. Và nhắc chú là muốn gấp đồ nghề chụp hình, học cho giỏi nha, rất cần đó. Nghề chụp hình tôi rất mê, trước đây tôi đã từng sử dụng. Phải hết sức cẩn thận nghe. Trong tình huống khẩn cấp, chị không thể trực tiếp liên lạc được, hãy sử dụng ám hiệu này. Thoa, giữ cho cẩn thận, ngã là bắt đền đấy. Anh yên tâm, không chết được đâu. Giá như mình có thể nói thẳng ra với Cẩm Nhung rằng mình đã có vợ, có con rồi thì anh biết mình. Nhưng không thể được. Nghỉ đi anh Thắng, không có cô lại cười cho. Cứ để họ cười cho rách miệng ra. Thoa này, tôi có một việc muốn trao đổi với Thoa. Em ngại lắm, em không muốn. Không có chuyện đó đâu, cô đừng lo. Tôi muốn giới thiệu Thoa vào lớp tu dưỡng. Cảm tình đảng á? Em thấy mình chưa có công lao gì nhiều. Tôi đã theo dõi Thoa gần một năm nay. Tôi biết, một mình nuôi hai con nhỏ, nhưng bao giờ Thoa cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nông trường giao cho. Đã là công nhân nông trường, khi làm việc thì phải chịu khó. Em cũng như các chị em khác thôi. Hơn nữa cô lại tăng gia thêm khoai sắn, lại nuôi lợn gà. Người không có tinh thần ý chí thì làm sao có thể làm được. Đó là những công việc bình thường, anh cứ quá khen. Cả nông trường đều thấy, chứ có phải mình tôi đâu. Việc này tôi sẽ bàn với Bí thư Trọng. Em thấy mình còn phải cố gắng nhiều. Khiêm tốn là đức tính tốt, nhưng đừng tự ti quá, ảnh hưởng đến sự tiến bộ của mình. Đất nước còn đang chiến tranh, những công việc mình làm đâu bằng những người ở ngoài tiền tuyến. Vì thế em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa anh ạ. Tư tưởng như vậy là rất tốt. Tôi muốn xây dựng nông trường ta ngày càng phát triển, có thu hoạch cao và tạo một địa bàn an ninh vững mạnh toàn diện. Tôi rất tin tưởng ở những người hăng hái như cô. Anh biết không, suốt thời gian qua, Nhung cố ép mình để chiều theo ý ba, nhận sắc làm chồng. Nhưng khó quá, không được anh Đạo. Tôi hiểu, và tôi cũng rất thông cảm với Nhung. Nhưng tình cảm của chúng ta cũng không thể tiến xa hơn. Chắc anh cũng đã rõ chuyện gia đình Nhung.
Ông Joseph chính là ba ruột của Nhung. Nhưng không rõ vì sao Nhung rất sợ vấp phải những gì như đã xảy ra với má Cẩm Loan. Thật tình, Nhung thấy mặc cảm và không có ý định lấy chồng ngoại quốc. Nhưng Jack là một người giàu sang, có địa vị. Theo tôi biết, Jack rất yêu em. Và tôi thấy hai người cũng đẹp đôi đấy chứ. Anh, tại sao anh không hiểu Nhung gì hết? Anh chế giễu Nhung đó hả? Nhung hy vọng đây là lần cuối anh nói về Jack với Nhung. Tôi không có ý định đùa cợt gì trong chuyện này. Jack yêu em vô cùng. Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để có được em. Em không muốn lấy Jack. Anh có hiểu vì sao không? Anh không hiểu à? Anh Đạo, em yêu anh. Em chỉ yêu có một mình anh thôi. Nhung, anh hoàn toàn không thích hợp với em. Em xinh đẹp, giàu có, lại sang trọng. Còn anh vừa mới thoát cảnh nghèo túng, ít giao du lại vụng về. Thế thì làm sao thích hợp với em được? Anh đừng quan tâm nhiều đến quá khứ, mà hãy nghĩ đến ngày mai. Cái ngày ấy thật đẹp nếu chúng ta có nhau. Em sẽ làm tất cả, làm bất cứ điều gì mà không hề so đo tính toán để chúng ta có được hạnh phúc. Anh có hiểu em không? Một người con gái đẹp lạc lõng giữa cái thành phố sao lãng chẳng. Em được khát khao hạnh phúc, nhà nhỏ, xe hơi với những tiện nghi sang trọng cũng không cứu được linh hồn em. Bây giờ ta mới hiểu hết ý nghĩa những lời em nói với ta ngày nào. Mình trả lời với em sao đây? Ơ kìa Hạnh, sao con không học bài đi con? Mẹ nói thật cho con biết đi, bố mình đâu ạ? Sao hôm nay con lại hỏi lạ lùng thế? Mẹ đã chẳng nói với con là bố mình đang đi đánh giặc ở trong Nam rồi còn gì. Nhưng một bạn ở lớp con, chúng nó cứ xì xào bàn tán là bố bỏ mẹ con mình đi theo giặc. Thế con tin mẹ hay tin những lời đàm tiếu vớ vẩn nào? Tất nhiên là con tin mẹ và bảo vệ bố. Con chỉ thẳng vào mặt chúng nó, nói rằng chúng mày đừng có nói láo, bố ta đang đánh giặc ở mặt trận phía Nam. Con cũng không nhất thiết phải to tiếng với các bạn như vậy đâu con ạ. Nhưng ức lắm mẹ ạ. Bọn nó còn bảo rằng đằng ấy sắp sửa được làm con giám đốc. Con không chịu được, quá lên khóc. Thế rồi con xin phép cô giáo nghỉ học rồi về à? Vâng, con không thể tập trung để ngồi học được nữa. Con đừng nghĩ ngợi làm gì. Mẹ thương các con lắm. Sau này con sẽ hiểu về bố rõ hơn. Còn bây giờ con phải cố gắng học cho thật giỏi. Lần sau con đừng bỏ học như thế nữa nhé. Vâng ạ. À mẹ ơi, thế bố không bỏ mẹ con mình chứ? Không bao giờ đâu. Bố thương các con lắm. Thế con có giống bố không hả mẹ? Con giống nhất đôi mắt đen, to và sáng. Nếu gặp bố con sẽ bắt đền. Thế bố làm gì mà con lại bắt đền? Ai bảo bố đi lâu thế, để nhà mình về chờ đợi. Việc gì cũng đến tay mẹ. Có phải riêng gia đình mình đâu con, còn nhiều gia đình khác nữa chứ. Mà thôi, con đi ra rửa mặt mũi chân tay đi, vào còn đi ngủ, muộn rồi. Vâng ạ. Alo, thiếu tá Lâm ngay đây. Dạ thưa thiếu tá, mời thiếu tá đến văn phòng ngay. Cô quên hôm nay chủ nhật hả? Dạ thưa thiếu tá, em xin lỗi, nhưng đây là lệnh của thiếu tướng, em chỉ xin truyền lệnh thôi ạ. Vậy à? Cô có biết thiếu tướng cho gọi tôi vì việc gì không? Dạ em cũng không rõ lắm, nhưng thiếu tướng có khách quý từ Pháp qua, mà hình như ông ấy thiếu tá cũng biết. Quen tôi à? Được rồi, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ có mặt.
Bác vừa mới sang ạ. Ừ. Ta chưa đến con được vì thiếu tướng mời ta đi chiêu đãi. Ta muốn gặp con để bàn chuyện. Chúng ta nói chuyện với nhau như hai người đàn ông. Con đồng ý chứ? Dạ tùy ý bác. Thế bác và Cẩm Nhung ở khách sạn nào? Vậy cho con không được sao? Cháu rất sẵn lòng. Chỉ có điều cháu không bao giờ nấu ăn ở nhà. Sống độc thân mà. Ta đưa Cẩm Nhung sang đây hy vọng sẽ làm đám cưới cho nó. Chắc là đã viết thư cho con rồi phải không? Cháu cũng mới nhận được ạ. Tình cảm của Cẩm Nhung đối với con ngày càng sâu nặng. Vậy ý con ra sao? Dạ, thưa bác. Cẩm Nhung đối với cháu như một ngoại lệ. Chúng cháu chơi với nhau từ nhỏ. Và cháu đã được hưởng một ân huệ đặc biệt là được bác đỡ đầu ạ. Vậy có gì trở ngại trong việc làm đám cưới ngay trong tuần tới không? Dạ, thưa bác. Cháu... Đừng ngại. Con nói thật suy nghĩ của mình. Chúng ta đã chẳng thống nhất là sẽ trao đổi với nhau như hai người đàn ông là gì? Dạ thưa bác, cháu muốn được tâm sự riêng với Cẩm Nhung. Rồi sau đó chúng cháu sẽ quyết định. Cũng nên như vậy. Đây là quyết định hạnh phúc của cả đời người. Dạ thưa thiếu tướng cho người đón ngài. Dạ con nhã ý mời thiếu tá cùng tham dự bữa tiệc chiêu đãi. Tôi vô cùng cảm ơn thiếu tướng. Nhưng vì một lý do đặc biệt mà tôi không thể tham dự bữa tiệc này. Anh nói dùm với người đại diện như vậy, trung sĩ. Đó. Thôi được. Ta sẽ đại diện cho cả anh. Thưa bác, xin bác đừng báo gì trước cho Cẩm Nhung. Ta hiểu. Tạm biệt nhé. Thoa, vừa đi làm về à? Anh Thắng đấy ạ. Mời anh vào trong nhà chơi. Thế bọn trẻ đi đâu rồi? Con Hạnh thì đi học chưa về, còn thằng Thành thì chạy sang hàng xóm chơi rồi. Thế anh đến có việc gì không? Tôi đi có việc, nhân tiện ghé qua chơi. Thế à? Mời anh vào trong nhà uống nước đi. Dạo này trông cô gầy, một mình nuôi con vất vả lắm phải không? Cũng không sao đâu ạ, em cũng quen rồi mà. Thoa này, đảng ủy sắp họp để xét kết nạp cô. Cũng nhờ có anh giúp đỡ, chứ bản thân em thì còn nhiều nhược điểm lắm. Tất nhiên, người tung phải có kẻ hứng. Nhưng cái chính vẫn là sự phấn đấu của Thoa. Mời anh uống nước ạ. Kỳ này kết nạp xong, tôi sẽ điều Thoa lên phòng kế hoạch của nông trường. Em làm dưới đội sản xuất nó quen rồi. Điều em lên phòng kế hoạch làm gì? Tôi thấy cô rất chắc chắn trong công việc, lại có kiến thức. Nếu được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sẽ khá đấy. Em sợ lên đây lớ nga lớ ngớ, không may làm hỏng việc thì chết. Không sao, trước lạ sau quen, có anh đỡ đầu cho rồi, đừng ngại. Anh có cảm tình với em quá, nhưng em sợ thiên hạ họ lại thắc mắc dị nghị, làm phiền đến anh. Có gì mà làm phiền. Hoàn cảnh của cô cũng đáng được quan tâm lắm. Chồng thì đi vắng, một mình lầm lũi nuôi con. Nhiều khi cũng buồn lắm, chẳng biết kêu ai. Em chỉ còn biết lấy công việc làm vui. Tôi rất thông cảm với Thoa. Từ giờ trở đi Thoa hết sức yên tâm. Tôi sẽ năng đi lại. Nếu có gì khó khăn, Thoa cứ nói với anh, anh sẽ giúp. Em rất cảm ơn sự quan tâm của anh đối với em. Nhưng...
Anh Cẩm Nhung. Em nhớ anh quá. Em, ta vào nhà đi. Anh có nhận được thư của em không? Mấy năm rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh quá. Còn bây giờ em đã về với anh. Anh không ngờ em đã từ bỏ một cuộc sống hào hoa sang trọng bậc nhất trên thế giới để về đây. Không gì có thể ngăn cách anh rời khỏi em được. Anh yêu em không? Em. Nếu anh chịu, ba sẽ thu xếp cho em một chân thơ kiến ngay trong tổng nha. Cũng có lý đấy. Nhưng em không thích. Em chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho anh. Cẩm Nhung, anh rất xúc động trước những tình cảm mà em đã dành cho anh. Em yêu anh. Yêu ngay từ bữa đầu tiên gặp tại Hà Nội. Em linh cảm rồi mình sẽ có anh. Em linh cảm giỏi thật đấy. Không đúng như vậy sao? Chắc là ba gọi đó. Alo. Nhung hả con? Ba đây. Ba. Ba về dùng bữa cơm đầu tiên với chúng con nghe ba. Được. Hai Lâm đâu? Chàng rể của ba đang trong vòng tay của con. Ba nói chuyện với anh ấy nha. Alo. Ba đây ạ. Ba chúc mừng hạnh phúc của hai con. Thật tuyệt vời. Thưa ba, nếu Cẩm Nhung cho phép, con sẽ kể lại nội dung mà chúng con đã trao đổi. Cô ấy đã chinh phục được con. Nè, rồi anh sẽ khổ vì con bé nó cho mà xem. Nó đã thích cái gì thì đến thượng đế cũng chịu thua. Bà nói gì hả anh? Ba, bà nói xấu con đó hả? Con mép má cho coi. Nè, ba đầu hàng rồi, xin lỗi con. Em có cái này cho anh. Cái gì vậy em? Thư và quà của Jack gửi cho anh. Sao đến tận bây giờ em mới trao thư của Jack cho anh? Em muốn chuyện chúng mình xuất phát từ chính anh và em, chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của ba hay là của Jack. Em. Anh. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần phát triển đảng viên mới anh Thắng nhỉ? Đồng chí cứ cho tiến hành đi. Đối tượng đợt này là những ai? Có ba đồng chí, cậu Văn, cậu Tuấn và cô Thoa, tất cả đều dưới đội sản xuất. Trước tiên là việc thẩm tra lý lịch. Nào, mời đồng chí Nhiên, đại diện cho chi bộ, đi thẩm tra lý lịch. Thưa các đồng chí, tôi hết sức bất ngờ khi đến Thanh Hóa, được gặp đồng chí trưởng phòng tổ chức nhà máy in tiến bộ, đóng dấu ký tên bảo đảm. Chị Phạm Thị Thoa đã bỏ vùng kháng chiến Thanh Hóa để dinh tê. Từ năm 1951, chị Thoa đã sống trong lòng địch. Chồng là Việt gian phản động, đã theo địch vào Nam. Thế mà trong lý lịch, cô ấy dám khai chồng cô đi hoạt động rồi bị bắt. Cô này ghê gớm thật, dám lừa dối cả đảng. Báo cáo anh, thú thật là em cũng không tin lắm vào mảnh giấy chứng nhận này đâu ạ. Tại sao vậy? Không thể để sinh mạng chính trị của một con người bị nghi oan. Vậy đồng chí đã có những chứng cứ gì thêm không? Em đã lần tìm đến nơi cô Thoa ở nhờ trong những năm 50 tại Hà Nội. Hàng xóm cho biết, đúng là chồng cô ta theo địch thật. Nó đã làm việc cho nhà binh Pháp ở trong thành. Năm 1954, đã bỏ vào Nam theo địch. Các đồng chí thấy chưa? Thế là mọi việc đã rõ. Mặc dù cô Thoa không có hành vi xấu phá hoại gì, nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác. Cũng may chúng ta chưa tổ chức kết nạp, chưa quyết định điều động cô về làm cán bộ phòng kế hoạch của nông trường. Nếu không thì... Theo tôi không nên để cô Thoa gần nông trường bộ. Ta nên cẩn thận trước thì hơn. Đồng ý. Có lẽ ta nên điều động cô xuống đội 10, làm nhiệm vụ trông trẻ. Không nên đâu các anh ạ. Công việc ấy sợ cô Thoa không kham nổi. Trước lạ sau quen, không việc gì là không làm nổi. Tôi đã quyết định rồi, không bàn cãi nữa. Lý lịch cô Thoa có vấn đề, chỉ có các đồng chí trong đảng ủy chi bộ biết. Chúng ta phải giữ bí mật để theo dõi. Tuyệt đối không nên để cô Thoa được biết việc này.
Chị rất thương cô, nhưng ở xa quá không có điều kiện giúp đỡ. Em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng làm tốt những việc mà cấp trên đã giao. Bữa nay ba chủ động đưa các con tới ngôi biệt thự này. Nó được xây dựng rất cầu kỳ và sang trọng. Đẹp quá ba. Kiến trúc khá độc đáo, trông rất hiện đại, mà lại mang dáng vẻ của phương Đông. Đây là của hồi môn ba tặng hai con nhân ngày cưới. Sau khi về nước, ba sẽ gửi cho các con một khoản tiền để làm vốn. Ba cho tụi con nhiều quá, con cảm ơn ba rất nhiều. Ba cũng già rồi, trở về Paris sống cô đơn một mình. Thỉnh thoảng viết thư cho ba nhé. Ba rất tiếc và buồn vì không thể ở lại tham dự đám cưới hai con được, vì phong tục Việt Nam chỉ có cha mẹ chính thức. Ba, má thì không đến dự được rồi, vì bà phải giữ ý với chồng và dư luận trong hoàng tộc. Bà nên chủ trì tiệc cưới cho tụi con. Nếu bà về Paris trước ngày đó, thì bạn bè đồng nghiệp của chồng con dễ có lời dị nghị. Ý hay làm thế nào? Trong ngày cưới của chúng con sẽ có rất nhiều quan khách tới dự. Nếu bà ở lại, sẽ thu hút được rất nhiều khách quý trong chánh giới và một số tòa đại sứ chính yếu. Bà đồng ý. Vậy ngày mai hai con phải bay ra Huế ngay. Cẩm Nhung, nhớ hướng dẫn cho Hai Lâm khi ra mắt gia đình để vượt qua mọi nghi lễ của hoàng tộc. Dạ, con rất vui vì ba đã ở lại. Còn việc ra Huế, nếu có khó khăn gì, chắc chắn chúng con sẽ vượt qua, phải không anh? Con rất cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp mà ba đã dành cho vợ chồng chúng con. Đi cẩn thận, kẻo ngã các con nhé. Đây là ngôi nhà bỏ không, à còn tốt chán. Anh ơi, em và các con phải từ bỏ ngôi nhà cũ để lên đây theo yêu cầu của lãnh đạo nông trường. Em biết đây là những thử thách rất khó khăn vất vả, nhưng nghĩ đến anh, em như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Hoàng, đừng giận, đừng trách anh nhé. Anh không hề phản bội lại tình cảm của em, mà trái lại, lúc này đây hơn bao giờ hết, anh lại rất nhớ thương mẹ con em. Lấy Cẩm Nhung, anh sẽ có được cái vỏ bọc vô cùng chắc chắn để hoạt động. Anh rất biết ơn em và mong em hãy thông cảm cho anh. Tất cả là vì công việc, vì vận mệnh của Tổ quốc. Anh không ngủ được hả? Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang được sống những giây phút hạnh phúc nhất bên em. Trời đã cho anh nhiều quá. Anh thầm cảm ơn số phận đã cho anh được gặp em. Càng gần gũi anh, em càng yêu anh hơn. Yêu cả sự đa cảm của anh. Còn em, anh cũng không ngờ là em lại đằm thắm và dịu dàng đến thế. Có thật không? Hay là vì nịnh em mà anh nói vậy? Em không tin anh sao? Tin chứ. Không tin anh thì tin ai bây giờ? Vợ chồng thì phải tin nhau chứ. Trong cuộc sống rồi sẽ có lúc điều này điều nọ xảy ra. Nếu lúc đó mà không tin nhau, không thương nhau, thì sẽ có nhiều mâu thuẫn lắm. Anh yên tâm,
em sẽ không để anh phải buồn đâu. Em biết mình phải làm gì mà. Anh cũng cảm thấy điều đó. Nếu sau này có điều gì không vừa ý thì vợ chồng cứ trao đổi với nhau. Để trong lòng rồi nghi ngờ, lo nghĩ sẽ khổ đấy em ạ. Vì yêu anh, em sẽ làm tất cả mọi thứ cho chúng mình có cuộc sống thật hạnh phúc. Anh có đồng ý với em như vậy không?